Em chào anh. Sao còn ở đây? Người ta chưa bắt em ra pháp trường à? Tại sao? Bởi vì xinh đẹp là một tội ác. Đúng vậy, em đẹp nhất trên thế gian này. Gặp em vào thời điểm anh đang chấm tay trả lẽ. Chỉ riêng ta không may mắn vậy. Muốn ôm chặt lấy em nhưng tiếc là em không gian tay. Yêu em là trọng tội, anh sẵn sàng ra pháp trường. Và thánh ca không gọi tên anh trong lễ đường. Và tâm sự không còn là lời rap thường. Như hai đường thẳng cách nhau rồi mai rẽ hướng. Nên đừng tiếc cho những chuyện mà ta từng biết. Rừng biết khi có cây và hoa cành lá từng chiếc. Những việc chưa kịp làm đã trễ. Người hỡi người ơi ngừng viết. Không là cái tôi mà ta từng giết thiệt. Cách nhau ra bằng sự khác biệt, ác liệt, vắt kiệt, thanh khiết tâm hồn nhau gượng ép từ giác viết rap tiếp cử tuyệt kỷ niệm ngày đó hôm nay đành phải chôn sâu. Không có em như trái đất này sẽ ngừng quay, rồi ta lẻ bóng với con đường này. Thường ngày đứng dậy ghế để ai nắm tay lạc là quý giá biết bao nhiêu những năm tháng bình thường ấy. Thương thầy vậy mà dư con và thương mày, xương dày phủ ôm đời người mày đương thấy. Sau ngày nào tỏ tình vẫn còn gượng vậy mà giờ chả còn phân biệt hướng đông mày hướng tay. Sống và chết đi theo một quy luật, ta biết chăn chỗ gì đến khi mất cuộc đời này phí tôi còn bao nhiêu điều bí mật tương dẫn để xấu xí nhưng ta không được chú ý duy vật.